Chào bạn, mình là Hoàng Anh và đây là kênh chia sẻ về CG và Motion Design của mình. Ở cái bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái cách mà chúng ta tạo ra một cái landscape để chúng ta có thể là copy cái lượng crystal chúng ta lên trên cái landscape đấy ra làm sao. Thì có rất là nhiều cách tạo được cái landscape bên trong Houdini. Cách mà cơ bản nhất từ trước đến nay ấy, thì mọi người hay sử dụng là Mountain Shop. Thế nhưng mà nó là một trong những cách đã từ lâu lắm rồi. Bây giờ khi mà chúng ta biết được về Warp và chúng ta biết được về Vector, chúng ta sẽ có được nhiều cái cách thức để tương tác mà không phải sử dụng cái bộ Mountain là quá nặng nề. Một cái phương án nữa dành cho các bạn là thích tạo ra những cái terrain hay là cái landscape rất là realistic ấy, thì các bạn có thể sử dụng là cái tool High Fill bên trong Houdini. Bắt đầu từ bản 16 thì Houdini đã giới thiệu đến cho người dùng cái bộ tool High Fill rất là ấn tượng. Tuy nhiên thì chúng ta không cần thiết là phải sử dụng cái bộ tool đấy trong khuôn khổ của cái tutorial này. Vì thực ra thì chúng ta chỉ sử dụng một cái khoảng đất rất là nhỏ thôi. Mục tiêu của chúng ta là tạo ra một cái hình có một cái lượng khối đủ và sau đó thêm chi tiết ở bên trong Redshift. Vậy thì bắt đầu bằng cách là chúng ta sẽ drop down cái grid. Grid ở đây hiện tại cái đơn vị là 10x10 và mình sẽ để mặc định là như vậy. Sau đó chúng ta có thể là bật cái lưới nó lên để xem được cái lượng lưới này là bao nhiêu. Bật lưới bằng cách là các bạn nhấn CW. Như mình nói ở bài trước thì cái Mountain Shop ấy nó sẽ giống như là cái tool Displacer bên trong Symfony. Và để có thể hoạt động được tốt nhất là chúng ta cần một lượng lưới nhất định. Ở đây mình sẽ để là 100x100. Tức là các bạn có thể thấy được một lượng lưới rất là dày như thế này. Chúng ta đi đến cách cơ bản nhất là chúng ta sử dụng là Mountain. Và ngay lập tức khi mình đi qua Mountain ấy, các bạn có thấy được là cái bề mặt nó bị gồ ghề như vậy. Thì khi mình mở cái Mountain này ra cho các bạn ấy, các bạn có thể mở bằng cách là Allow Editing Contents. Và chúng ta có thể thấy là phía bên trong là Attribute Warp này. Và một cái bảng rất là to cho cái việc mà chúng ta nhìn thấy tất cả thông số tương tác như thế nào. Đương nhiên thì sử dụng Mountain Shop không phải là một điều gì sai trái. Nếu các bạn cần nhanh gọn nhẹ thì nó là một cái giải pháp rất là tuyệt vời. Ở đây thì mình có thể là giảm cái phần 2 xuống một chút và chúng ta tăng element size chẳng hạn. Và chúng ta sẽ thấy được rằng là đây có thể là một cái base rất là tốt để chúng ta bắt đầu thêm những chi tiết bên trong Redshift chẳng hạn. Hoặc là ngay ở đây chúng ta có thể là tăng lượng lưới lên. Khi chúng ta tăng lượng lưới lên, chúng ta thấy được là mức độ chi tiết nó sẽ đi lên. Mình sẽ tắt lưới ở đây đi để bạn có thể thấy được cái lượng chi tiết trên bề mặt như thế nào. Thì đây là cái cách cơ bản nhất sử dụng qua Mountain. Tuy nhiên thì một cái cách nữa dành cho các bạn là thích tương tác một chút đến với Warp và cũng giới thiệu luôn các bạn là Warp là cái gì. Thì ở đây các bạn có thể nhấn Tab và gõ là Add Warp. Chúng ta sẽ có Attribute Warp và mình sẽ chạy trên là Point cho anh nhìn qua nó và đi vào phía bên trong. Hiện tại thì mình sẽ có là hai phần. Một phần đầu ra và một phần đầu vào. Ở đây là cái phần đầu ra, chúng ta sẽ có là Geometry Warp Output này. Và đây là Geometry Warp Global. Các bạn sẽ thấy một vài cái parameter rất là cơ bản như kiểu dạng Position này. Và cũng ra là Position. Và chúng ta cần xác định là gì? Trước hết là Warp của chúng ta đang chạy một cái hệ thống gọi là Vec lên trên từng Point. Và Warp nó sẽ được tượng trưng cho cái từ gọi là Vec Operator. Nguyên thủy nó sử dụng trong vấn đề là shading cho mantra. Tuy nhiên là khi người ta thấy được cái giá trị của Warp thì người ta build nó trở thành một hệ thống sử dụng bên trong cái level gọi là shop level, hoặc là sử dụng Vec ở rất nhiều những cái công đoạn khác nhau trong toàn bộ hệ thống của Houdini. Thì đối với cả Attribute Warp cơ bản như này thôi thì chúng ta đang chạy là muốn tương tác đến cái giá trị của position trên từng point một. Tạm thời ở đây thì mình sẽ giảm cái lượng point này xuống để các bạn có thể thấy được một cách rõ ràng hơn. Thế là chúng ta sẽ hiển thị point một cách nhấn hiển thị point ở đây này. Và sau đây chúng ta sẽ thấy được là mỗi một cái point này ấy, nó sẽ store được cái giá trị ở trong cái bảng là Geometry Spreadsheet ở đây. Từng point một sẽ có những cái giá trị về position X, Y và Z khác nhau. Hiện tại toàn bộ Y đang là 0 và X và Z đang thay đổi vì chúng ta đang làm việc trên mặt phẳng là X và Z. Mỗi một point này trừ giá trị X và Z khác nhau. Và như Mountain Shop, các bạn thấy rằng là cái vật thể nó gồ ghề lên theo cái trục Y và Y là giá trị chúng ta cần tương tác.
Tuy nhiên, position thì lại là kênh vector và chúng ta cần đổi từ vector sang float để có thể tương tác được riêng một mình cái kênh position y này mà thôi. Ở đây thì mình sẽ đi vào Vogue này và tắt tạm thời cái display point đi. Và sau đây chúng ta sẽ có là position và position ở phần output đây. Chúng ta di chuyển vào nó, các bạn thấy rằng là phần position đấy nó sẽ có phần p và nó chỉ là vector. Ở đây mình sẽ có được một cái nốt gọi là vector to float và nó sẽ chia ra ba giá trị là float 1, float 2 và float 3. 1 là x, 2 là y và 3 là z. Và để trả lại giá trị này sang position ở phía output mình cần vector, mình sẽ cần trả lại giá trị float to vector. Nó cũng có một cái nốt tương tự là float to vector. Mình cắm vào đây và mình sẽ trả lại ba giá trị EC. Ở đây thì mình sẽ bung cái bảng này lớn lên để các bạn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng nhất. Thì chúng ta cần tương tác vào trục y đúng không ạ? Để mà y random thì bên trong hệ vóp này ấy, nó sẽ có được một vài cái tool noise rất là hay, ví dụ như kiểu dạng là turbulent noise. Chúng ta đang output ra là 1D noise thì mình có thể sample cái lượng position. Khi chúng ta cắm position từ cái geometry vóp global ở đây vào noise thì mỗi một điểm hiện tại nó sẽ sample một cái lượng noise. Chúng ta có thể output trực tiếp qua kênh color để có thể nhìn thấy nó. Các bạn phóng to và thu nhỏ cái bảng của từng khung này bằng cách là nhấn Ctrl B trên Windows hoặc là Command B trên Mac. Hiện tại chúng ta thấy là đang output ở đây. Mỗi một point thì có sẽ có một cái màu sắc riêng. Và bây giờ mình muốn là cộng cái giá trị này, giá trị trắng đen này và trục y. Ở đây mình sẽ có một thuật toán là add và mình sẽ cộng giá trị input 1 vào đây, giá trị input 2 vào đây và cái kết quả tổng sẽ trả lại y. Và tiếp theo mình sẽ ngắt cái kênh color này để các bạn có thể nhìn được rõ ràng hơn. A ra bên ngoài, thu nhỏ khung này lại. Ngay lập tức các bạn sẽ thấy được rằng là cái vật thể grid của chúng ta đã được di chuyển tất cả theo trục y. Và bây giờ mình sẽ tăng lượng lưới nó lên như lúc trước là 200 này 200, thì bạn sẽ thấy được là cái mức độ chi tiết nó lên rất là nhiều. Và với mức độ chi tiết này, đặc biệt khi chúng ta có thể tạo ra một cái vóc riêng ấy, chúng ta có thể thực hiện một vài công đoạn nữa. Và mình sẽ kéo to cái khung này cho các bạn có thể nhìn được dễ dàng hơn. Một vài công đoạn giả sử như là chúng ta có thể sử dụng clamp và cộng lại giá trị này vào input 2. Và chúng ta có thể là clamp cái phần min này lên phía trên để có thể mở ra được những cái vùng phẳng và tạo ra được những cái hình núi như ở đây. Và đối với việc mà thấy cái lượng chi tiết này đang bị dày ấy, các bạn có thể thay đổi cái thông số của phần turbulent noise ở cái bảng phía dưới và có cách là thay đổi frequency của nó. Hiện tại thì frequency nó đang là một đơn vị, mình có thể giảm xuống là .25, .25, .25 cho nó tạo ra những vùng như này chẳng hạn, hoặc là .5, .5, .5 để tạo ra những vùng như thế này. Hoặc các bạn có thể là clamp cái phần trên xuống để tạo ra cái mặt phẳng ở phía bên trên. Để clamp rất là nhiều và mở cái phần dưới nó ra một chút. Rồi. Và đây là một trong những ví dụ rất là hay cho việc là nếu chúng ta có thể build được những cái hệ vóp riêng thì cái mức độ tương tác của chúng ta rất là cao. Không nhất thiết là chúng ta phải chỉ sử dụng mỗi turbulent noise, chúng ta có thể kết hợp thêm một vài loại noise nữa như kiểu dạng là curve noise. Curve noise thì có thể cho chúng ta 3D noise hoặc là 4D noise. Ở đây thì mình cứ tạm thời là cộng 3D noise đi. Thì đây là một trong những cái ví dụ mà nó hơi bừa bãi một tí nhưng mà vẫn có thể ứng dụng được trong trường hợp này. Houdini có thể tự động convert được cái đơn vị qua lại trong một vài trường hợp nhất định. Cụ thể như là chúng ta có thể là sample position này. Ở phần noise này output ấy, các bạn thấy là nó đang output vector, tuy nhiên là mình sẽ cộng trực tiếp nó vào float. Và các bạn thấy rằng là cái dây này nó đang là cái dây chấm chấm, còn dây này là dây thẳng. Tức là cái phần dây chấm chấm này ấy, thì là cái đơn vị nó đang không đúng, còn cái dây thẳng ấy là cái đơn vị nó đúng. Ngay lập tức thì kết quả nó đã được trả ra và chúng ta thấy rằng là rất là điên rồ ở đây. Và chúng ta có thể là thay đổi cái curve noise này, cái frequency xuống, giả dụ như là .1, .1, .1 mà thôi. Và chúng ta đã thêm được một ít chi tiết lên trên mặt của nó rồi. Có thể là hơi khó nhìn này, .25 và cuối cùng là .25. Đó. Và ở giữa đây chúng ta đang thêm được một lớp chi tiết.
Và đối lớp chi tiết này mình có thể thay đổi lượng noise sang dạng là space convolution hoặc là simplex noise. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái việc mà clamp EC như turbulent noise để thay đổi cái lượng chi tiết, thay đổi cái landscape của chúng ta. Thì đây là những cái cách thức rất là hay, thú vị và sử dụng VOP cho cái việc là chúng ta tạo landscape. Và các bạn có thể bắt đầu thực hành với cái việc là đổi đơn vị cũng như là một vài thuật toán như là add này, subtract. Ở đây thì mình có thể ví dụ như là chúng ta sử dụng subtract đi. Ok, thì khi subtract ấy, chúng ta có thể ra được một vài kết quả là tạo ra những cái vùng lõm như thế này. Các bạn có thể bắt đầu cho cái việc sử dụng VOP như là đổi đơn vị, những thuật toán như kiểu dạng subtract, add, multiply hay là divide với những cái noise rất là cơ bản bên trong cái hệ thống của Houdini. Ở bài tới chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về CopySoft, copy rất là nhiều crystal khác nhau lên trên bề mặt của landscape thông qua CopySoft như thế nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem là giá trị stem là gì để tạo ra một cái bề mặt landscape trông thật sự là tự nhiên.